khi chúng ta vào phòng giả vũ, có thêm cái phòng raffle nữa để thành finish luôn. Vậy thì sorry, cái hạt là... Hả? Ok rồi, để save time, ok Thịnh sẽ xoay luôn nha. Hopefully Thịnh không quan gian ha, quý vị đừng có la nha. Ok, rồi. Ok, Thịnh muốn mời một người mà có mặt rất nhiều chương trình của cộng đồng chúng ta và rất rất là vui vẻ khi lưu lại những hình ảnh, đó là chú Phúc. Xin mời chú lên bốc thăm dùm. Yeah, ladies and gentlemen, a round of applause for chú Phúc, one hardworking video man representing the community news. Xin mời chú mở ra bốc dùm dùm con một vé. This is for the TV, okay? Màu xanh. Okay. All right, the number is 948. So 94894. The next number is Anbo. Okay, I skip one. And the last digit is 5. So it's 94894. Skip 5. Any potential? Có hả? Chắc mình một bạn em quá luôn. Nó lấy nguyên một. Okay, đọc luôn nha. 9489475. 75. Có hả? Ok, ai trúng vậy? Em hả? Trời ơi, lấy TV về. Đưa cho anh coi coi. Điểm có không? Đúng rồi. Ok, xin mời đại diện hội kết đoàn. Ok, anh luôn đi. Điểm. Ok, one hand over here. We'll take a picture. Alright, let's take this nice Vizio 50-inch 4K TV home. All right, chụp hình nào. Put right here. Tay. Enjoy. Okay, thank you. Em bưng lên mặt không? Can you bring it up back? Okay, all right. All right, and our grand prize. Lovely necklace. Okay, for the lady. But the man can take it home too as a gift for your wife, your significant other. Your life partner. Quý vị ơi, nice lovely necklace, gold shining like crazy. Okay.